Nhan sắc ngọt ngào của diễn viên phim Mẹ Ghẻ Văn Phượng. Văn Phượng tranh thủ thực hiện bộ ảnh để thể hiện phong cách mà cô đang đeo đuổi. Những bộ váy dạ hội đơn sắc xẻ ngực xuyên thấu tôn ba vòng của nữ diễn viên. Sau một năm tập trung kinh doanh, Văn Phượng trở lại phim ảnh với vai diễn đầy chiều sâu trong Mẹ Ghẻ. Cô kể chỉ mới 8 tập phát sóng, nhân vật Diệu của cô đóng nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả. Những trích đoạn của phim trên fanpage phim nhận được hàng triệu lượt xem, nhiều bạn bè đồng nghiệp nhắn tin chúc mừng cô. Riêng cô khi ra đường ai cũng nhận ra là Diệu. Lần đầu tiên tôi cảm giác vui mừng và hạnh phúc đến như vậy. 15 năm theo nghề, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm của khán giả dành cho mình nhiều đến như vậy. Đây là động lực rất lớn để tôi luôn trau dồi kỹ năng diễn xuất, theo đuổi nghề. Văn Phượng chia sẻ. Văn Phượng tranh thủ thực hiện bộ ảnh thể hiện phong cách mà cô đang theo đuổi. Những chiếc váy dạ hội đơn sắc xẻ ngực xuyên thấu tôn bao vòng của nữ diễn viên, các nhà thiết kế sử dụng foam dáng ôm không đính kết cầu kỳ. Điểm nhấn nằm ở những chi tiết thiêu và phối màu sinh động của vải lưới xuyên thấu ôm sát tôn vóc dáng của người đẹp. Trước đó thì diễn viên Văn Phượng trong vai vợ của chồng tôi trở về do Việt Trinh làm đạo diễn, nhận được lời khen của giới chuyên môn, đồng nghiệp và khán giả. Văn Phượng sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng tham gia các phim Những khoảng trời duyên, Theo dấu hương xưa, Mẹ Ghẻ kể về Diệu có một mối tình đẹp với Phong do Hà Trí Quang thủ vai, nhưng bị mẹ bạn trai ngăn cản vì cô gái nghèo. Vì bị hăm dọa nếu có dính dáng đến Phong, Diệu bỏ trốn. Còn Phong, anh nhận được lá thư từ biệt của Diệu nên đau đớn đến ngất xỉu. Mãi miết tìm Diệu suốt một thời gian dài, nhưng cô đã như bóng chim tăm cá. Khi công việc kinh doanh của gia đình Phong gặp khó khăn, Tuyết do Mai Thanh Hà thủ vai là người đã đứng ra giúp Phong giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Mẹ Phong đã khuyên anh đừng thả hình bắt bóng khi Diệu đã không còn tìm được. Phong và Diệu buộc phải tìm những bến đỗ khác cho cuộc đời mình khi hai trái tim vẫn còn khắc sâu hình bóng nhau. Trải qua nhiều sóng gió thì cô gặp lại người cũ đã lấy vợ, có ba người con, sống không hạnh phúc. Cô cũng dang dở một đời chồng và có con riêng. Cả hai nói lại tình xưa nhưng biến cố xảy ra khi Phong qua đời đột ngột. Cô thay chồng chăm sóc các con của anh.